chào anh Phú Phước, chào Lê Phụng, chào tất cả tổng cộng 5 anh chị em đang chia sẻ. Đấy, nó mất cả hứng đấy. Mẹ, anh chị thấy không? Bây giờ, đấy em đang chia sẻ là Ba Que nó nói là Việt Nam nó nắm nghĩ điếm. Đấy, bây giờ em chia sẻ lại cho các anh chị là đây này, bên Hà Lan này để đĩ điếm đầy anh chị ạ, à, Amsterdam, Den Haag đầy. Nó đùa với các anh chị đâu, cứ trả tiền thuế cao là được đĩ điếm. Đấy, mẹ nó mặc... Anh chị hôm nào mà em đi xuống Amsterdam em quay trực tiếp cho các anh chị xem. Ui giời ơi, nó cởi trần cởi chuồng ra, nó ngoáy ngoáy cho mấy ông đi du lịch để vào kiếm 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 tiền. Đấy. Rồi đất nước tự do dân chủ đấy. Bán thuốc viện đầy. Đấy, ở bên đây đây này, chính phủ được bán thuốc viện đầy. Nhà nào người nào kinh doanh giàu có cứ trả thuế cao là bán thuốc viện đầy. Người dân không hiểu biết là uống vào là chết. Nghiện chết, nghiện đầy. Xì ke ma túy ở bên đây cũng đầy. Trời ơi, mẹ như cái thằng em ở đâu đấy, dạ em đang ở Hà Lan anh ạ. Ở Hà Lan, đất nước Hà Lan đấy. Đấy. Chứ nhiều khi các anh chị hiểu lầm lại tưởng ở Hà Lan, ở Việt Nam đấy. Đấy, ở Hà Lan. Hà Lan là đất nước gọi là sữa cô gái Hà Lan đấy các anh ạ. Đấy, sữa cô gái Hà Lan đấy các anh chị ạ, đấy. Mẹ tự do dân chủ đấy, gái điếm đầy, đĩ đủng đầy. Trời ơi, nếu mà người dân không cẩn thận, cướp cũng đầy ở ngoài đường. Trời ơi, ra đường đêm nhá, nếu mà đeo một cái hoa tai, nó giật phát luôn. Nếu mà không cẩn thận, trời ơi, ở đâu mà chẳng có tệ nạn các anh chị. Đấy. Có điều số người ít thì số người, người ta dân số ít thì tệ nạn ít, dân số nhiều tệ nạn nhiều thôi. Nhưng mà Việt Nam là nhà chính phủ Việt Nam là cấm bán những cái heroin, cấm cờ bạc. Ở bên đây cờ bạc tự do các anh chị ạ, thích vào vào. Đấy, thằng bán nhà, bán vợ, bán con đi. Đấy. Đi cờ bạc. Vì nó đâu có thiết vợ con nữa. Những cái thằng nó cờ bạc nó viết thiết vợ con thì nữa đâu các anh chị ạ. À. Mua nhà, mua cửa, đoàng hoàng được cuối cùng bán đi cờ bạc hết. Đấy. Ở đâu mà nó chả có. Cái quan trọng là cái đầu của mình đây này. Cái đầu của mỗi con người đây này. Đấy. Ở Việt Nam mình cũng thế thôi. May mà Việt Nam mình cấm những cái đó đấy. Mà Việt Nam mình có những cái đó là trời ơi tệ nạn tràn lan. Chết trời ơi, chính vì thế là chính phủ cấm cái đó là đúng. Ở bên đây là tự do này, tự do quá. Tự do đến mức mà cởi trần cởi chuồng ra đứng trước cửa để làm gái. Để làm đĩ. Thì đấy, anh chị thấy không, thì người ta làm, đó là quyền của người ta thôi vì là người ta được phép. Thì Hải Yến cũng không có thể là trách được. Nhưng mà những thằng Ba Que, có một số thằng Ba Que nó cứ sủa về Việt Nam là gãi đi điếm nhiều. Đấy. Mẹ Hà Lan đấy đấy, đầy. Thuốc viện bán đầy, cocaine bán đầy, đấy. Ăn cắp bắt trộm đầy. Đấy. Ở đâu mà chẳng có những cái thể loại đó. Mẹ, nó ngu nó cứ đi chửi về Việt Nam. Việt Nam thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Việt Nam không tách được hai đứa trẻ sơ sinh dính liền ra được. Đấy. Bây giờ Việt Nam thấy chưa? Các anh chị thấy chưa? Tách rõ ràng. Bây giờ hai đứa trẻ sống vui tươi, cười, mỗi đứa ngồi một góc, cười vui tươi. Mẹ như cái thằng Ba Que nó là bảo là Việt Nam không tách ra được. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Chúng nó nói, các anh chị đừng có nghe những cái thằng Ba Que để nó nói. Đấy. Nó nói nó ức chế cực đoan. Đấy. Cái thời nào nó có cái thời của nó rồi. Nó qua 45 năm nay rồi. Mình sống cho nó qua đi thôi. Để mình tiến tới cho cái cuộc sống cho mình và cho con mình thôi. Nhưng cái thằng Ba Que đấy các anh chị suốt ngày nó sủa về Việt Nam. Thế bên Mỹ sắp chết mất mẹ hết rồi. Covid rồi, người dân đánh thằng nọ, thằng da đen, đánh thằng da đỏ, thằng da đỏ, đánh thằng da đen. Đấy, anh thấy, anh chị thấy không? Trời ơi, da trắng đánh lẫn lộn thằng da đen. Đàn bà, đàn ông người vào tiệm neo người Việt tẩn nhau như ngoé. Đấy. Thế mà nó không chửi, nó không bảo vệ cho cái đất nước Mỹ của nó, mà nó đi cứ đi rủa về Việt Nam là Việt Nam xấu xa, Việt Nam thế nọ, Việt Nam thế kia, Việt Nam không có môi trường đẹp, Việt Nam là môi trường ô nhiễm. Ôi giời ơi, mày về quê tao xem, bây giờ quê tao xem làm gì có cái gì ô nhiễm. Người ta đi nhặt rác ở ngoài, có chỗ vứt rác, có ngày nào người ta cũng đi lấy rác, xong người ta về người ta đốt rác. Thế làm gì có chỗ nào nó ô nhiễm đâu, rất là sạch sẽ. Đấy. Nước thì nước sạch, điện thì sáng trưng ở ngoài đường. Đấy.
Thì các anh chị thấy bây giờ Việt Nam là quá tốt còn gì nữa. Người nghèo được xây nhà tình nghĩa, được tiền hàng tháng. Đấy. Thế còn cái gì bằng nữa? Thì đất nước còn nghèo thì chế độ nó chỉ được thế thôi. Đấy. Và với cái thứ nhất là cái thứ hai em kể cho các anh chị như này, em ở 16 năm ở bên cái nước ngoài này, nó chưa có bão gió gì đâu. Đấy. Em chỉ biết là cái đời em ở bên cái đất nước Hà Lan này là nó chưa có bão gió gì, nhưng ở Việt Nam ấy mình là thiên tai nhiều quá. Vì nó nóng quá các anh chị. Ví dụ ở bên đây thì mùa lạnh thì lạnh quá nhá anh chị nhá. Âm có thể 10 độ đấy là rất là rét. Ra đường rét lắm, nếu như ai mà bán hàng hay làm cái gì ở ngoài đường, bán rau bán cỏ các thứ là rất là vất vả. Đấy. Ở Việt Nam thì lại nóng thì nóng quá. Đấy, 45 độ. Đấy, nóng thì nóng quá mà lại ở bên Hà Lan thì rét quá, rét âm những 10 độ cơ. Đấy. Thì ở đâu nó cũng khí hậu mà làm sao biết được. Nhưng Việt Nam mình ở cái đất nước là nó nhiều thiên tai, nó nhiều bão. Em là ở cái tỉnh Nam Định đấy, ngày xưa em ở cái tỉnh Nam Định anh ạ. Các anh chị ạ, một năm có khi 3 lần bão, có khi một năm 7 8 lần bão ấy. Cơn bão số 7, cơn bão số 18 nó nhiều lắm. Thì mỗi một ruộng nương là đã cấy gần xong rồi, gần thu hoạch rồi. Là bão cho một phát nó hết luôn, chuối chủng đổ sạch luôn nhà cửa. Nếu mà ngày xưa nhà không chắc chắn nó bay luôn rồi. Đấy, nó bay hết rồi. Đấy. Thì bây giờ nhà nào ở Việt Nam giờ cũng chắc là chống bão chắc lắm rồi, nhà đẹp đẽ chấm chắc rồi. Cái thằng, em nói cho các anh chị, những cái thằng bá que nó đây bảo là Việt Nam không đủ trình độ xây nhà cao tầng. Ôi trời ơi. Trời ơi, nói mà thấy nó lực cười các anh chị ạ. À. Bây giờ các anh chị không thấy đâu, ở ở Việt Nam đấy các anh chị không thấy đâu, nhà cao tầng ầm ầm, còn nhà kính cao tầng nữa cơ. Đấy, nhà nắp kính ở ngoài cao tầng nữa cơ. Đấy, nếu mà không không chắc không 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 tốt thì làm sao mà người ta ở được. Có mà nó đổ xuống luôn à. Đấy, vậy mà những thằng bá que ở Việt Nam không xây được cái nhà, những cái nhà đấy. Trình độ không có. Rồi rồi là con em cộng sản không được ăn học. Trời ơi, nói sao? Đấy. Ba que cái gì nó cũng nói được. Đấy đúng, giống như Colovid đấy các anh chị. Đấy. Ở bên đây chúng nó cứ có một thằng ở bên Đức, có một mấy thằng ba que ở bên Pháp. Rồi là những thằng ba que ở bên Mỹ nữa. Nó cứ sủa về Việt Nam là ở bên đây nhà nào cũng được nhận tiền Covid, có cái nghe chưa, làm gì có, các anh chị thấy không có đâu. Đấy, chỉ những người nào chính phủ có đền bù cho những người nào mà làm kinh doanh thôi, thua lỗ thôi, vì Covid không mở được cửa thì mới được hưởng cái tiền đó. Hưởng nó còn tùy theo là anh thu nhập hàng tháng, chứ không phải là ai cũng được hưởng đâu. Còn những người nào ăn lương trợ cấp ý, không có đâu. Mà những thằng ba que nó cứ sủa về Việt Nam, nó bảo Việt Nam là ở bên nước nước ngoài là nhà nào cũng được hưởng cái tiền trợ cấp đến 1.500.000, 2.000. Trời ơi, làm gì có các anh chị, không có đâu. Nó nói phét đấy. Em ở bên Hà Lan đây rồi để em biết rồi đấy. Nếu các anh chị nhìn mặt em thì các chị anh chị thấy là em tâm sự thật, chứ em không có lừa đảo ai. Vì là em lừa đảo người nào đấy là người ta ra đường, người ta quấy nhiễu ở đường được ra tù vạ tội là em thấy khổ thôi. Hà Lan có ba que chứ anh, có ba que chứ tiếc. Nhưng mà ở Hà Lan người ta cũng có ba que, nhưng mà người ta cái thời cái chế độ của người ta Việt Nam Cộng Hòa người ta hiểu được thì nó đã sụp đổ rồi, thì người ta cũng phải theo cái chế độ bây giờ thôi, chứ người ta không ra đường như ở bên Mỹ bên Pháp, không như ở đấy bên Mỹ bên Pháp là nhiều lắm. Đấy. Bên bên Pháp ngày xưa nhiều lắm, bên Pháp bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Đấy, chỉ còn một số thằng ba que thôi. Đấy, chứ không người ta cũng hiểu ra được rồi, thì người ta cũng không, chào em Hải Yến, chào anh chú Phan. Người ta hiểu ra được rồi thì người ta cũng không như là một số như thằng vợ chồng Tùng Lê giờ nó vùng lên, Tân Thái giờ nó vùng lên, Bè Đi Trương giờ vùng lên. Đấy, toàn những người ăn lương trợ cấp thôi. Đấy, ăn lương trợ cấp khổ lắm. Theo Mỹ giờ ăn lương trợ cấp không có nhà ở. Nếu như một 3 tháng ấy mà không đi làm ấy, hoặc là đi làm ấy, hoặc là ăn lương trợ cấp ấy, tiêu nhỡ tay tiêu hết cái tiền trợ cấp đi rồi ấy, 3 tháng không có tiền nhà, mẹ nó đến nó thu mẹ nhà về.
nó cho người đòi nợ đến ở bên đây đấy anh chị ạ. Nó cho là người đòi nợ đến đây, ở bên đây nó gọi có người đi 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 đi, đi đòi nợ ở nhà nước được phép đấy các anh chị ạ. Được phép cái nơi mà đi đòi nợ ấy, là nếu như trong vòng 3 tháng các anh chị không trả tiền nhà hay là không trả tiền gì hoặc là kinh doanh cái gì cũng thế thôi, là nó cho anh chị ra ngoài đường hết, đồ đạc nó đến nó bắt hết đấy. Đấy thì cái đấy thì tự do dân chủ thì nó có hai mặt của nó, chứ không phải là cái gì cũng tốt hết đấy. Nhưng mình ở đâu thì mình phải theo luật pháp ở đó, chứ mình không thể là áp dụng được đấy. Cho nên những cái thằng các anh chị không thấy những cái thằng ba que nó cứ ngồi nó nói tào lao đấy, rồi cái thằng rồi cái cha Ninh Bục Nguyễn Hy Nguyễn Nguyễn Duy Tân đấy, toàn cái gieo rắc cho người ta khổ thôi đấy. Toàn gieo rắc cho người ta khổ thôi, nói cái gì cho nó đúng, đừng có nói sai đấy. Nói sai là chết dở đấy các anh chị. Mà một số anh chị thiếu hiểu biết là nghe nghe cái ông Ninh Mục Nguyễn Duy Tân đấy là chết nhăn răng rồi đấy nha các anh chị nhá. Hải Yến chỉ nói thế thôi đấy, đâu các anh chị hiểu. Hải Yến rất tôn trọng những cái người mà khoác áo để làm những cái linh mục đó. Đấy, chúng nó bây giờ khổ như chó vậy, chúng nó nổ thôi đúng đấy, chúng nó đúng đấy các anh chị ạ. Khổ như chó ở ở nước ngoài, khổ như chó cho nên nó mới nổ đấy. Cho nó mới nổ về Việt Nam, mà nó càng nhìn thấy Việt Nam càng phát triển bao nhiêu thì nó ức bấy nhiêu. Các chị không thấy không, năm mặt năm 1995 Việt Nam ra nhập ASEAN, trời ơi ba que nó nhảy ngược lên, nó nhảy sùng sùng lên các anh chị ạ. Mà em thấy sao mà nó điên điên đến mức cái độ đấy nữa chứ này. Bây giờ thế giới công bằng rồi thì Việt Nam thì gia nhập ASEAN là chuyện bình thường thôi, thế mà nó lại nhảy nhảy tung tung lên rồi nó bảo tại sao phải nhập với thằng nọ, tại sao phải nhập với thằng kia, rồi là thế nọ rồi là thế kia. Năm 2007 Việt Nam gia nhập WTO, ôi rồi nó cũng nhảy ngửa lên đấy. Mỹ bắt tay với Việt Nam để làm ăn, bây giờ Mỹ giờ nó bắt tay với Việt Nam rồi, khổ lắm ba que ơi. Đấy, cho nên ba que đấy, đừng có xạo nữa đấy, xạo rồi chết mẹ đấy. Đấy, xạo rồi mẹ mồm tự nhiên đang nói nó méo một phát nó chết luôn rồi đấy. Đấy, đấy. Mỹ giờ bắt tay với Việt Nam, Mỹ giờ thân thiện Việt Nam, Mỹ giờ ủng hộ Việt Nam, chúng nó cũng nhảy lên đấy. Bây giờ là Cuba ủng hộ Việt Nam nó cũng nhảy ngược lên các anh chị ạ. Thế mới hay chứ, ủng hộ là cái tâm của mỗi một đất nước, đúng chưa? Đấy. Ví dụ như Hải Yến là cá nhân thế thôi, Hải Yến ủng hộ ai đấy là quyền của Hải Yến. Đấy. Đất nước của người ta cũng thế, người ta ủng hộ Việt Nam là quyền của đất nước của người ta. Đấy. Việt Nam ủng hộ ai thì cũng quyền của đất nước của Việt Nam mình. Vì có đi có lại thì mới toại lòng nhau. Đấy. Thì vậy mới gọi là người ta cấu kết với nhau để người ta làm ăn với nhau, để người ta kinh doanh với nhau. Khi Việt Nam gia nhập WTO để các nước chuyển đầu vào và chuyển đầu ra kinh doanh đấy, để các nước chuyển vào và chuyển ra, nhập vào và nhập ra, trời ơi kinh tế phát triển lên rầm rầm đấy, thì ba que nó lại nhảy lên các anh chị ạ. Trời ơi lúc nào nó cũng nhảy lên đấy, thì các anh chị thấy nó ác ôn ở cái đó, nó không bao giờ nó tự hào một cái tí gì về Việt Nam đấy. Mà nếu như Việt Nam có một cái tí gì đó là bắt đầu là nó nhảy lên đấy. Covid Việt Nam chữa đi đón từ những con em của Việt Nam về từ nước ngoài về Nhật Vượng đấy, cái nhà mà có tâm có tầm và có đức kinh doanh đó, nhà kinh doanh ở Nhật Vượng đó rất là tốt. Thì người ta không nghĩ, người ta bỏ ra ba mươi mấy 300 bao nhiêu tỷ, 360 tỷ để ủng hộ Việt Nam mình đấy. Thì nó cũng nhảy lên. Thì các nước cũng thế thôi, tư nhân người ta còn ủng hộ Việt Nam thì các nước cái chuyện đó chuyện bình thường, mình ủng hộ các nước thì các nước ủng hộ mình thôi. Cuba, Mỹ bây giờ nó bắt tay Việt Nam mình thì nó ủng hộ Việt Nam mình là chuyện bình thường. Nó bảo chứ Việt Nam mình ngửa tay lấy tiền của Mỹ thôi.
hộ Việt Nam. Tại sao Mỹ là nó ủng hộ Việt Nam? Vì là nó nghĩ đến Việt Nam, cái thời xưa nó sai sót của Việt Nam mình rồi, cái thời xưa nó sai sót cho Việt Nam mình rồi, nó bỏ bao nhiêu chất độc dioxin cho Việt Nam mình, hàng bao nhiêu thế hệ bây giờ bị chất độc màu da cam. Thì đấy, nó nghĩ đến cái đấy và nó đã sai sót là nó đã chiến tranh với Việt Nam mình rồi. Chính những người mà nính nghị Mỹ chức chức to, đúng chưa? Đấy, đất nước Mỹ, đấy, tổng thống Mỹ bây giờ cũng công nhận là Mỹ đã làm cho Việt Nam quá đau khổ. Đấy. Thì bây giờ Mỹ đền bù cho Việt Nam, Mỹ ủng hộ Việt Nam là cái chuyện bình thường, có cái gì đâu. Cuba từ xưa đến giờ, từ cái thời chiến tranh đến giờ là Cuba cũng ủng hộ Việt Nam mình, cũng là tốt, có vấn đề gì đâu. Bây giờ Cuba đem hàng bao nhiêu bác sĩ sang chữa Covid cho Việt Nam, đem như bao nhiêu thuốc chữa cho Việt Nam mình, thì những cái thằng ba que nó lại nồng lên. Đấy, nó không muốn Việt Nam được hưởng cái gì của đất nước, không muốn được 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 nhận cái gì của đất nước người ta ủng hộ. Đấy, nhất là cái ông Nhật Vượng đấy, có đầu có tâm và có đức, người ta bỏ hàng bao nhiêu chuyến máy bay ra, hàng bảo tài trợ bao nhiêu chuyến máy tại bay đi đón những con người của Việt Nam từ đất nước xa xôi. Đấy, về Việt Nam chống cái dịch Covid, chúng nó lại nhảy lên. Đấy. Những cái người người ta có tiền mà người ta có tâm có đức nữa, thì các anh chị bảo đấy, nhìn vào những người đấy để mà học hỏi. Đấy. Mình không phải là học hỏi để mà phải 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 ủng hộ, mình không có tiền không ai bắt, nhưng ủng hộ cái tinh thần cho Việt Nam mình. Đấy. Cái tinh thần cho Việt Nam mình nó là quan trọng lắm các anh chị. Đấy. Chứ đâu có cần tiền. Thằng 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 Tân Thái các anh chị nhá, Tân Thái nó bảo là Việt Nam sản xuất ra tiền được, tại sao Việt Nam phải đi nhận 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 hỗ trợ của các nước? Nó ngu, nó mở mồm nói câu đấy ngu lắm các anh chị ạ. Đấy. Ngu. Việt Nam 97 triệu dân, Việt Nam hàng bao nhiêu chiến tranh, Việt Nam còn phải bao nhiêu cái sự đầu tư vào đấy, cho đất nước đấy. Việt Nam còn phải làm nhiều thứ, đi làm đủ mọi thứ đấy, này đi rà soát bom, đi lấy lại những cái mộ chiến sĩ mà mất từ lâu rồi, khám nghiệm DDN, rồi đường xá đẹp đẽ lên, nhà cửa đẹp đẽ lên, rồi mỗi một năm lại thiên tai nó đến nữa. Đấy, thì Việt Nam cũng phải có tiền để mà làm những cái đó chứ. Không có tiền rồi, nếu mà chiến tranh, không may mà chiến tranh bây giờ, chả nhẽ Việt Nam lại đi đánh 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 nhau bằng gậy gộc như ngày xưa à? Làm gì có nữa. Việt Nam cũng phải có một chút vũ khí. Đấy, nhưng cái đó mua các anh chị bảo thiếu bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền cho nó vừa, mà rõ ràng Việt Nam là hàng bao nhiêu năm chiến tranh rồi. Đấy, có khi cả cuộc đời người chiến tranh rồi, cuộc đời người có khi sống 60-70 tuổi thôi, nhưng mà có những người người ta chứng kiến cả đời, người ta chứng kiến chiến tranh rồi. Đấy, đâu có vẻ đơn giản như những cái thằng ba que nó nói. Nó bảo Việt Nam sản xuất ra tiền, tại sao Việt Nam nghèo? Ôi giời ơi, nó nói ngu thế. Đấy. Mà thế giới thì các anh chị thấy không, cả đất nước tự do dân chủ này nó ít chiến tranh, và nó đã hơn mình là 200 năm về trước. Đấy. Thì rõ ràng là các anh chị phải thấy là nó phải hơn Việt Nam mình, nhưng làm sao so sánh với Việt Nam? Với thằng ba que đấy, nó lại cứ chửi về Việt Nam, thế mới đau khổ chứ các anh chị. Nó với khốn nạn ở cái đó đấy. Có những người từ nước ngoài về Việt Nam làm ăn, người ta đem lời ca tiếng hát để hát cho Việt Nam mình. Đấy, các anh chị thấy không? Có những người người ta làm ở Việt Nam thôi, người ta học tiếng Việt Nam, rồi người ta đem lời ca tiếng hát kêu gọi cho Việt Nam. Đấy, đem những lời ca tiếng hát vì cái Covid này, người ta hát cho Việt Nam, người ta đã ủng hộ cho cái tinh thần của Việt Nam. Thì những cái thằng ba que nó đem cái tiếng nói của Việt Nam mình, nó sinh ra từ Việt Nam mình, nó lại đi chà đạp lên cái đất nước Việt Nam mình. Đấy, thế với khổ nạn. Đấy, ba que nó mắt dậy lắm. Một số thằng ba que nó mắt dậy lắm. Đấy, chứ không phải nó đòi lật đổ chính quyền. Nó, anh lật đổ chính quyền, anh còn phải có tiền nữa. Đấy. Bây giờ đồng ý, nếu các anh có tiền, đúng chưa, các anh sẽ thành lập một cái đảng, đa đảng,
gọi là đả đảng đi đấy. Các anh làm như thế nào đấy cho người dân đấy. Các anh ủng hộ người dân đấy. Các anh chọn mỗi tháng các anh cứ cho 1.500.000 như bọn Tây đi, xem nào người dân có theo anh các anh không. Đéo có tiền, đéo có tiền đấy. Cái đầu nữa, cái đầu không có, trình độ không có đấy. Tiền không có, trên răng dưới cặp tút. Đời làm chị, đời làm chính trị, đời lãnh đạo đất nước, trời ơi, ai tin, ai tin. Bây giờ những cái người người ta ở cả cuộc đời ở Việt Nam rồi, cái năm 45 người ta còn không chết đói nữa nè, huống chi là bây giờ.